Em Dân Hưởng Nhật xin chào cả nhà nhá. Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Dân Hưởng Nhật. Hôm nay em lên tiếp máy giặt 11 kg hàng Nhật nội địa. Con này có mã hiệu là của Panasonic nhá, với 8800. Con này là hàng Nhật nội địa, máy 11 cân. Chất lượng công nghệ sấy hết mâm này, giặt nước nóng 60 độ này. Công nghệ Ecolavi này, nano khử khuẩn này, phím bấm hoàn toàn là điện tử nha các bác. Màn hình LED LCD lớn này, đầy đủ các tính năng như vệ sinh lồng này. Giặt ngâm, giặt xả, áo len, áo dạ, áo dao, dung vũ, giặt chăn. Nên là các anh chị em nào đang săn máy giặt Nhật nội địa mà chưa tìm được một mà em máy giặt ưng ý thì các bác có thể vào tham khảo qua mẫu ra máy giặt bên em nhé. Con này thì nó là full chức năng nha các bác. Full chức năng nó có thể là lấy cả các cái tính năng như là các bác đổ nước giặt vào đây, nước xả vào đây. Thì máy sẽ tự động sẽ cân theo định lượng của đồ giặt và nó sẽ hút nước giặt, nước xả xuống nhá. Khi nào hết thì máy tự động báo cho mình đổ thêm vào. Ngoài ra mình có thể đổ nước giặt, nước xả, nước giặt vào thủ công nha các bác. Có hệ thống bụi lọc bụi mịn của khi sấy này, giúp cho các cái sợi vải nó bám như quần áo, gần như là nó sẽ gom được lại. Hàng Nhật nội địa, điện 100V, máy zin nguyên bản 100%, hàng dùng lướt nên khá là đẹp. Con này thì mới đến 96-97%. Đây để em quay hông sườn và bên đằng sau cho các bác nhé. Hàng này thì bên em lựa chọn khá là kỹ càng và tuyển chọn từng cái một. Chất lượng thì bên em bán ra bảo hành 15 tháng, bao test cho các bác trong vòng 3 tháng đầu, lỗi đổi mới. Hàng này thì duy nguyên bản 100 các bác nhé, nên là các bác yên tâm. Hàng khi về tay các bác là được lắp đặt đầy đủ kèm phụ kiện như là vòi cấp và nguồn điện 100V và miễn phí ship và lắp đặt trong vòng 100 cây. Em ở ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội, các bác nào ở quanh khu vực Hà Nội thì có thể qua xem nhé. Các bác ở xa thì có thể là nhắn tin hoặc gọi điện qua Zalo cho em. Bên nhà em thì tất cả các mẫu máy giặt đều có các bác, từ máy 9 cân đến máy 11 cân. Giá này từ khoảng 13 triệu đến khoảng tầm độ 30 triệu. Nên là hàng Nhật khá là nhiều mẫu đa dạng cho các bác. Như con này hàng lướt 2018-2019 thì bên em đang giao ra 23 triệu. Bảo hành 15 tháng, bao test máy trong vòng 3 tháng đầu. Các bác ở xa thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho em nhé. Em Dân Hưởng Nhật ở ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội. Hàng này thì bên em bán ra bảo hành 15 tháng nhé, nên là các bác yên tâm về cái chất lượng của nó. Hàng zin nguyên bản đẹp long lanh luôn. Con này con là Panasonic nhá. Các bác nào đã dùng hàng Nhật nội địa rồi, các bác biết là cái công nghệ sấy hết băm này của nó là công nghệ sấy chống nhăn này, sấy điều hòa và sấy block. Nên là cái chất lượng nó gần như là hoàn hảo đến 100%. Nên là không khi mình quần áo cao cấp của mình sẽ không bị nhăn nhau hay là cong vênh gì cả các bác nhá. Hàng này thì em đảm bảo các bác là chạy cực êm và siêu bền luôn. Nên là các bác yên tâm về cái chất lượng của nó. Hàng bên em bán ra bao test trong vòng 3 tháng đầu. Em ở cái địa chỉ là số nhà 68C nhé, ngõ 87 Láng Hạ, Hà Nội. Các bác ở xa thì có thể là nhắn tin hoặc gọi điện cho em. Em xin nhắc lại số Zalo của em và số điện thoại là 0937 445330. Em Dân Hưởng Nhật xin chào cả nhà nhé. Mời hẹn gặp lại các bác ạ.